Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 quân huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào và nick được giảm giá 50%. Còn chần chừ gì nữa và không vào shop Supersướng.vn để mua sắm nào. Hello, hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay thì mình sẽ gửi gắm cho tất cả các bạn một clip A ơi, và mình khẳng định các bạn sẽ không lãng phí những giây phút của tất cả các bạn đâu. Và mình sẽ hướng dẫn một clip nâng cao, không còn những clip đơn giản hoặc là những vị tướng A ơi, những clip mà mình hướng dẫn các bạn dùng nội tài chiếu vàng nữa, mà bây giờ coi như là các bạn đã hiểu hết những cái chiếu hái tiếp cận này, combo của A ơi này, rồi cộng thêm cái nội tài màu vàng, cứ hề chúng ta đánh nhau bắt buộc phải có nội tài màu vàng này các bạn nhá. Đấy, hiểu đơn giản như vậy thôi. Và trước khi đến với cái clip nâng cao này thì mình xin phép nói một điều rất quan trọng, đó là bạn nào có nhu cầu mua nick. Đấy, hiện tại quân huy hết rồi các bạn nhé. Các bạn đang có nhu cầu mua nick thì đừng quên hãy nhắn tin vào số Zalo 0585487777 của mình các bạn nhé. Và trên Zalo mình chỉ bán nick trên 700.000 thôi, và nick siêu VIP các bạn nhé. Đấy, còn những skin SSS thì hơn phải tiền triệu mới có các bạn ạ, cho nên không có tiền trăm đâu. Cho nên các bạn hãy nhắn tin vào và tìm những cái nick theo yêu cầu của các bạn nhé. Rồi, và mình sẽ tập trung vào vấn đề chính. Và những clip trước A ơi thì mình thường là sẽ lướt chiếu 2 một lần. Nhưng clip này mình sẽ nói đến cái chiếu 2 của A ơi, đó chính là cái tiếp cận của vị tướng A ơi này này. Nó rất là quan trọng. Như vị tướng A ơi và Gián nó hai vị tướng để mà nói. À từ từ bình tĩnh. Đây rồi, cái pha này Omen một con lướt. Đây rồi, đấy, chiếu 1 là ba. Đấy, ui dồi. Không sao các bạn. Chiếu 3 xịt tới chuyện rất là bình thường các bạn nhá. Rồi, vừa rồi thì mình đã sử dụng một cái bộ ok rừng gầy tao thề game tao giết mình chết luôn Omen ạ. Cái game này các bạn nhá, mình gánh thằng Omen mình giết rồi chết luôn, trời không phải hướng dẫn cái gì hết, tao đập mình chết luôn. Mỹ từ nhiên nó khiêu khích từ tốn của người ta. Đây từ từ rồi la lên một mạng nữa, tạch đấy, con nội tài chấm vang này, còn thằng nào nữa không, con nội tài ở hết nội tài chấm vang. Omen chào em, anh còn chưa bá em ạ, anh còn chưa bá phạch. Mày tao giết mình chết luôn, game này mình giết chết thằng Omen các bạn nhá. Rồi từ từ bình tĩnh, ăn cái con cá xa này, mình sẽ đi gánh tiếp với thằng Omen, không có hướng dẫn gì là hết á, mình đập chết thằng Omen pha này luôn. Đấy từ từ rồi tiếp tục các bạn nhá. Rồi đâu rồi thằng Omen, đâu rồi đấy, Omen xích xích Omen xích thằng Flo đấy. Ôi từ mình chưa bị lộ sai, từ này chơi nó này chiếu hai tiếp cận này, thả ra dung chưa một đánh thương là nó chết các bạn nhá. Từ từ này rồi, ok lết đấy, đấy rồi tiếp cận đánh Omen thì chúng tôi này cấn tiếp con chưa bao các bạn đấy, bạch chưa bán này luôn rồi, sạc con chưa một ngón lành các bạn nhá, 503 cực kỳ sánh các bạn nhé. Và đặc biệt một clip này mình sẽ không lên dây các bạn nhé, ơi phun đám không lên dây, để tí rồi mình sẽ cho các bạn biết được nó bá đạo như thế nào. Rồi thôi, rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái vấn đề chính, đó chính là dùng hai lần chiếu hai các bạn nhé. Đây chẳng hạn cái pha này mình sẽ dùng hai lần chiếu hai cho các bạn này. Đây chiếu hai mình sẽ lướt lên này, đây bay này, xong dùng tiếp chiếu hai qua đấy tiếp, rồi ok nè được đấy các bạn được chưa, hai lần chiếu hai đối với vị tướng A ơi này. Nếu các bạn nào sử dụng quen chiếu hai ấy thì các bạn dùng hai lần đi, nó tiếp cận một cái khoảng cách cực cực kỳ xa luôn, gọi là super xa các bạn nhé, nó rất rất là xa và giúp cho A ơi tiếp cận mục tiêu và đánh rất là phế các bạn ở đây. Rồi một đấm thương là có mạng, hay quá, 7-0 các bạn, cực kỳ xanh luôn. Rồi để mình phân tích giữa vị tướng A ơi và Gián cho những người nào mới tập chơi, hoặc những người chơi bình thường, hoặc là vừa chơi thôi, thì mình khuyến các bạn A ơi là một vị tướng dễ hiểu hơn Gián rất nhiều. Khi Gián là một vị tướng chúng ta đòi hỏi phải trong một pha combat các bạn phải nhớ đến 6-7 chiêu thức mà kèm theo nội tài của nó và đâu đánh thương, thì A ơi nó rất đơn giản, các bạn chỉ cần luyện cho mình một cái tối chảy, đó là cái chiêu 2 này. Các bạn biết cách lướt tiêu chiêu 2 tiếp cận được thì vị tướng A ơi nó rất đơn giản thôi, dùng chiêu 2 vào các bạn biết làm sao, dùng chiêu 1 xong đánh thương bạch rồi cảm thấy các bạn dùng chiêu 3 là xong, dễ
rất là dễ. Và AI ơi này thì chỉ cần các bạn có một cái kỹ năng như nào ạ? Kỹ năng các bạn có một cái lượng cắn sát thương tốt. Cắn sát thương là như nào? Xuyên suốt mỗi clip ngày xưa mình đã hướng dẫn các bạn về cái cắn sát thương rồi. Đó là mỗi khi các bạn bay vào. Đấy, các bạn biết được cái lượng sát thương các bạn có bao nhiêu. Các bạn không áng, chưa có một ai trên thế giới này có thể áng được sát thương các bạn gây ra 100%, nhưng có thể áng được tầm 80% hoặc 90% là rất là giỏi. Chẳng hạn những cái pha này này, mình biết được rằng là mình sẽ giết được nó. Đấy, thì mình sẽ lao vào mình giết được nó. Hoặc những cái pha mình bay vào 3 thằng 4 thằng, mình sẽ áng được lượng sát thương. Bay khi bay vào 3 4 thằng, ngoài cái việc các bạn áng được sát thương giết người đó, thì các bạn sẽ áng được trong 4 cái thằng đấy. Nếu các bạn bay vào mà các bạn lờ nhịp hoặc là người nhau, các bạn sẽ bị được trù đó mà bắt được bao nhiêu giấy đấy, chẳng hạn tầm khoảng 5 giấy đấy, thì các bạn sẽ gây combat, gây combat trong 4 giấy các bạn sẽ dùng chiêu ba bay ra đấy, là cái cách cắn sát thương. À ơi thì các bạn sẽ phải có cái kỹ năng cắn sát thương tốt hơn các vị tướng khác, bởi vì đây là một vị tướng sát thủ tiếp cận, nó không hề là có tánh trâu gì hết, cho nên bắt buộc các bạn phải nhớ mình điều đấy. Còn combo thì đương nhiên rồi, giãn thì nó sẽ khó hơn cái thằng AI này, cho nên mình khuyến các bạn luyện tập AI trong những cái trận đấu ranh này, nó sẽ rất hiệu quả để cho tất cả các bạn chơi các bạn nhá. Tiếp cận chiêu 2 thì ngày xưa mình đã nói rất là nhiều rồi, nếu các bạn nào mới xem clip của kênh Lao thì mình sẽ nói lại luôn. Chiêu 2 có hai cách tiếp cận, nó rất là easy, đó là khi các bạn dùng chiêu 2 vào tường, các bạn sẽ ấn nút di chuyển thì nó sẽ di chuyển thôi. Một là nó, các bạn sẽ để ý nó từ bay vòng 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 tròn, khi nào trúng vị tướng đấy thì nó sẽ dừng ngay cái vị tướng đấy. Đấy, đó là cách tiếp một tiếp cận tự nhiên. Còn cách tiếp cận thứ hai là khi các bạn dùng chiêu 2 xong các bạn kích hoạt thêm chiêu 1. Đấy, như pha vừa rồi là có hai cách tiếp cận. Đấy, và khi clip nâng cao rồi thì mình sẽ dùng hai lần chiêu 1. Các bạn hãy xem cái pha mình thể hiện này xem này. Đây, cách cắn sát thương của Cương Lao nha. Đây. Cái gì? Đấy, không phải đâu các bạn ạ, thực sự là các bạn phải hiểu được rằng là mình đã nói rồi. Chỉ 80% thôi, cái phá này mình nghỉ là mình sẽ cắn được tầm 3 giấy 4 giấy, xong mình dùng cho bá lại chạy được, nhưng mà không lớn đéo hiểu kiểu gì ạ. À, bay vào không chỗ cái màn hình đâu các bạn nhá. Đấy, cho nên mình nói rồi, trên cái thế giới này không ai thì cắn được 100% sắt chuẩn đâu. Đấy, mình vừa bay vào 4 thằng phát mà chưa chỗ cái gì bốc hơi. Rồi, thằng đây xạ thủ rồi nha. Joker này bay vào này. Đây, lao lên đánh, kích hoạt chữa bá bạch chạy đấy. Đấy là cái cắn sát thương các bạn nhá. Khi mình biết được rằng nếu mình bay vào cái pha này thằng Joker sẽ zone, đặc biệt cộng thêm thằng tu lén zone nữa, thì mình sẽ bốc hơi. Cho nên mình sẽ zone thằng khi mà mình tiếp cận xuống thằng Joker trong vòng 2 giây và mình sẽ phải zone ngay chỗ bá. Nếu không mình sẽ phải sốc sát thương chết. Đấy là cách cắn sát thương Cương Lao. Đấy các bạn, cái pha với đó các bạn đừng có tính toán làm gì cả. Đấy, mình đánh rất là hay các bạn. Đây, tiếp tục rồi, cái thằng này tiếp. Đấy, sát thương bây giờ thì mình nói thật các bạn, không lên dây thì nó cực kỳ bá đạo. Tại vì sao lại không lên dây? À, đối với những cái vị tướng này tiếp. Ôi mẹ, ôi sao ơi, tức biến, tao đã có mong muốn không được. tao đang chờ mi vào không được, đang tí tìm không được cái đó chơi. Đây, con chưa bá các bạn nha, bạch chưa bá hết cả một mạng. Bây giờ thì siêu mạnh luôn rồi. Các bạn nên nhớ rằng ơi, Nakaroth và những vị tướng cơ động khác là một trong những vị tướng không cần dạy. Đấy, bởi vì đây là những vị tướng là quá cơ động. Đấy, dùng chiêu 2 nó có thể di chuyển khắp map luôn rồi. Cho nên đây vị tướng không cần lên dây các bạn, nhưng các bạn có thể học theo được. Đấy, một cái dây thì tầm khoảng 1000 mấy vàng thôi, nhưng 1000 mấy vàng các bạn để cho lên đám đầu game ấy, nó ảnh hưởng rất là nhiều. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục ăn con Kasa này và kết thúc trận đầu game nào. Đây là một pha late game thôi thì không biết nó sẽ như nào. Team mình thì đang chết hai mạng. À, team địch chết hai mạng chứ, không biết khả năng không ai giúp mình ở các bạn ạ. Một mình solo kill cái thằng này. Ôi đừng nói phá này bị cướp đau lắm nhá. Rồi, ôi giời, xong luôn. Xong rồi, thua các bạn nhá. Toang rồi. Chắc chắn 100% game đấu này sẽ thua, mình khẳng định các bạn luôn. Mình và nói chung là bây giờ team địch của Kasa nó lao lên công rất là khó, bởi vì team địch lết nó rất là mạnh các bạn nhá. Rồi, tình hình ạ. Rồi, không sao các bạn nhá. Để khắc chế team mình nó chết thêm hai mạng với team địch của Kasa nữa. Chỉ có một cách duy nhất để có thể là khắc chế cái trận đấu này. Các bạn này, hình như thật kỳ này, mình sẽ không về. Đây gọi là cái bài 50-50. Nếu team địch mà khốn ấy thì nó sẽ ép thẳng luôn, nhưng không, mình sẽ đầy đây, không biết có team địch của ai không. Có Joker, đây zone nó luôn. Từ bình tĩnh. Rồi, giết được Joker, cái phá này chắc chắn team địch nó sẽ về. Team địch nó sẽ về nhá. Team mình hai người sẽ thủ cho nó mất cái trụ ở đây. Team địch chắc chắn nó sẽ về và sẽ phá cái phá này, rất là may mắn các bạn nhá. Đây là một trận phá nó rất là kinh nghiệm, gọi là một cái phá lỗi của mình. Đấy, trong một cái pha lùi của mình mà mình có thể nói được cái kinh nghiệm của mình. Đấy rồi, chắc chắn mình sẽ cấn được các bạn xem nha. Một pha hai lá tiếp này. Tiếp tục nha.
ôi nó mạnh về chơi. Tiếp tục này, con chưa bá các bạn. Ui dồi, nó áo nháy với lại mình anh em ạ. Rồi xong rồi. Thôi không sao các bạn nha, thực sự là một cái pha mình cứu, nói chung là không phải cứu, một cái pha chuộc lại lùi lâm của mình. Đấy. Cho nên là dần đến một trận đấu không thua. Nếu các bạn mà về thủ nhà phải để các bạn thua rồi. Cho nên khi các bạn gặp những cái thế trận đấy thì hy vọng các bạn hãy đầy lè cho mình để cấu kéo. Nếu mà cái pha này team địch mà Alaler 5-5 thì chắc chắn là mình sẽ thua. Thôi không sao, clip này đã kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn ở clip sau. Tất cả các bạn hãy mài. Yeah, bye bye.